khói bao trùm hội trường, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam dừng họp đột ngột. Sáng ngày 11 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 15, khói bất ngờ bao trùm hội trường khi các đại biểu đang dự họp. Ghi nhận của Vietnamnet, khoảng 11 giờ cùng ngày, các đại biểu đang dự phiên họp ngày đầu tiên, bất ngờ làn khói trắng xuất hiện bao trùm hội trường. Ngay sau đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Phan Việt Cường, yêu cầu đại biểu tạm thời nghỉ họp vì lý do kỹ thuật, chiều cùng ngày sẽ tiếp tục. Theo một số thông tin tại hiện trường, khói bao trùm là do sự cố về máy lạnh của hội trường. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7. Kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung chuyên đề có ý nghĩa quan trọng, tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội, như xem xét thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó là các quy định chính sách hỗ trợ luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, chính sách hỗ trợ và mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.